Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình có một cái tiêu đề cực kỳ thú vị. Mình nghĩ là cái tiêu đề này các anh rất quan tâm. Và hôm bữa mình có nhận được rất là nhiều comment đưa ra cái đề nghị là: Minh ơi, em hãy làm một cái video nói về cái sở thích của cái người con gái mà ít khi nói ra và không chịu thừa nhận, rất thích nhưng mà không nói ra đó mọi người. Thì ngày hôm nay theo cái lời đề nghị của tất cả mọi người yêu mến Minh thì Minh sẽ làm cái video này, và mong là những cái gì mà Minh đưa ra đó là một số điểm khách quan thôi. Thì tùy mỗi một người, mỗi một cái sở thích sẽ khác nhau, nó sẽ không giống nhau, và Minh mong là những cái điều mà Minh thu thập được có thể có một chút ít thông tin cho tất cả các anh nào đó mà đang muốn chinh phục cái người yêu của mình và muốn làm hài lòng cái cô gái của mình yêu được vui vẻ hơn. Thì mời mọi người theo dõi video nha. Và sau đây là tất cả là 13 điểm mà 13 cái điều mà phụ nữ thích nhưng mà là họ lại ít khi nói ra và cũng ít khi thừa nhận, giống như là họ rất là ngại ngùng mà mắc cỡ, không có bao giờ thừa nhận, hoặc đôi khi là họ chỉ giấu trong lòng thôi. Và những cái điều này là em cảm nhận từ cái sở thích của em và em quan sát từ một số người nữa. Có một số quan điểm chung mà em thấy là bạn bè của em, thường là họ đi chơi với em thì em thấy họ cũng rất là thích những cái điểm đó, nhưng mà hầu như là không có hay nói hết trơn á, chỉ là chị em bạn gì với nhau bắt đầu tâm sự to nhỏ với nhau thì mình cảm thấy là cái sở thích đó của mình nó cũng giống với những cái chị em khác. Thì ngày hôm nay em sẽ đưa ra một số cái ví dụ và một số cái quan điểm ở một khía cạnh của một số cô gái thôi nha. Thì cái điểm đầu tiên á, là người con gái thích ở cái người đàn ông á, mà mình nghĩ là cái điều này hầu như các cô gái nào cũng muốn là người yêu mình có cái đặc điểm này, là chi tiêu hợp lý. Ví dụ như không phải là cái kiểu mà chi tiêu theo kiểu bù kiệm thì không phải, mà chi tiêu theo cái kiểu là cái gì đáng chi thì chi vậy đó. Và họ cực kỳ thích những cái người đàn ông như vậy, và ít khi nào mà họ nói ra lắm. Ví dụ như họ không có vừa ý cái gì đó thì họ cũng không có dám cằn nhằn cái người đàn ông đó, là họ cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà họ cực kỳ thích những cái người đàn ông mà chi tiêu hợp lý, mà họ ít khi nào mà họ khen lắm. Ít khi nào mà họ khen những người mà anh có cái tánh chi tiêu hợp lý, không bao giờ họ khen, mà họ sẽ để trong bụng. Họ rất thích nhưng mà họ để trong bụng nha. Thứ hai, quan điểm thứ hai nữa là rất thích mấy anh quan tâm gia đình và cha mẹ của cô ấy. Ví dụ như là quan tâm gia đình và mẹ của cô ấy, hoặc là gia đình và ba mẹ của anh ấy, thì họ cảm giác như cái người đàn ông đó họ có trách nhiệm, họ biết quan tâm yêu thương, và cái người đàn ông này sẽ là trụ cột trong gia đình và sẽ là một người cha tốt cho một người con của mình. Tại vì khi mà cái người đàn ông mà họ quan tâm cái người phụ nữ và họ biết quan tâm đến những người xung quanh, là những người đó có cái tâm hồn họ rất là rộng lớn, và họ thường là họ luôn luôn kêu bằng luôn luôn nghĩ về người khác. Đó là cái người phụ nữ họ cực kỳ thích những người đàn ông đó, mà thường là họ ít khi nào họ nói lắm. Ví dụ như cái người đàn ông mà họ quen mà họ không có biết quan tâm với cái người cha, người mẹ hay đấng sinh thành gì của họ, thì những cô gái thường hay nói là không cần đâu anh, chỉ cần anh yêu em là được rồi, anh về anh sống với em chứ anh đâu sống với ba mẹ em đâu. Nhưng mà thật sự trong thâm tâm của cô gái đó vẫn muốn mình quan tâm đến ba mẹ mình, dù là một cái câu hỏi, một cái cử chỉ gì đó, hoặc là đi đâu đó chơi có thể mua quà tặng ba mẹ mình, một ví dụ như một món ăn hay đơn giản như vậy thôi, mà họ cảm thấy rất là thích nhưng mà họ ít khi nào mà họ nói ra lắm. Đó, điểm thứ hai. Thì kế tiếp là cái điểm thứ ba, thì mình nghĩ là thường cái điểm này là bảo đảm những cô gái không bao giờ nói cho tất cả các anh biết đâu, là cái mùi đặc trưng, cái mùi cơ thể, mùi cơ thể của người đàn ông và cái mùi cơ thể đặc trưng của người đàn ông đó. Ví dụ như khi mà hai người yêu nhau rồi và họ kêu bằng người ta nói là vợ chồng quen hơi đó, đó là theo kiểu là cái người phụ nữ mà họ yêu cái người đàn ông là họ sẽ yêu luôn cả cái mùi cơ thể của người đàn ông đó. Mình không có nói là cái mùi hôi nách nha mọi người, cái điều đó là làm ơn bỏ qua giùm em. Cái mùi cơ thể khó chịu đó thì nên bỏ qua. Bây giờ mình chỉ nói là cái mùi cơ thể là
cái mồ hôi của người đàn ông đó, ví dụ như cái người mồ ông đó, một con người nó sẽ cấu tạo và cái mùi mồ hôi của họ nó sẽ cấu tạo riêng đặc trưng. Ví dụ như các bạn quen, nếu như khi mà các bạn còn trẻ, các bạn quen nhiều người, các bạn sẽ biết được cái mùi cơ thể của người 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 đàn người người yêu của mình như thế nào. Ví dụ như mình quen nhiều người là mình cảm nhận được mùi cơ thể của từng người nó khác nhau. Ví dụ như cái người mà họ cái cơ chế ăn uống của họ khác thì nó sẽ tiết cái chất cái cơ thể nó sẽ khác. Và một số người họ sẽ sử dụng những cái nước hoa hay gì đó thì cái mùi cơ thể của họ nó sẽ khác đi. Cũng giống như là những người chị em phụ nữ gì đó, thì ví dụ như họ họ thích xài cái mùi nước hoa đó thì cái trong cơ thể của họ nó sẽ ngấm một ít gì đó, hoặc là nó còn vương vấn trên cái da của họ còn một ít mùi hương đó. Thì bảo đảm là cái người đàn ông họ cũng giống như vậy, nhưng mà mình biết chắc là người đàn ông thường họ ít khi nào mà họ họ xài dầu thơm nhiều lắm, nhưng trừ khi đi đâu đám tiệc thì họ mới xài thôi. Nhưng mà cái mùi cơ thể đặc trưng của người đàn ông đó thì người ta nói là yêu ai yêu cả đường đi lối về đó, là cái người phụ nữ họ cũng yêu cái mùi cơ thể của người đàn ông đó. Bởi vì các bạn thấy thường họ hay ôm bạn từ phía sau và họ để cái tựa cái đầu vào cái vai của người đàn ông, và họ họ ngửi cái mùi cơ thể của mình ở phía sau này nè, là họ yêu luôn cả cái mùi cơ thể của bạn luôn đó. Ngoại trừ hôi nách nha các bạn, đừng có tính cái đó vô nha. Ok, tiếp là cái người phụ nữ họ họ cực kỳ ấn tượng và cực kỳ thích cái kêu bằng cái người đàn ông họ đeo đồng hồ các bạn. Nhưng mà thường là người những điều đó là họ ít ai nói lắm, ít ai nói lắm, tại vì những cái chuyện đó nó rất là nhỏ. Nhưng mà đối với cái quan điểm của một số cô gái và trong đó có mình, thì mình cảm giác như cái người đàn ông mà họ luôn luôn đeo chiếc đồng hồ trên tay, là mình cảm nhận được cái người đàn ông đó họ có một cái kỷ luật với cái thời gian, và họ luôn luôn quan tâm và họ luôn luôn trân trọng cái thời gian, cho nên luôn luôn họ đeo đồng hồ. Họ đeo đồng hồ để họ quan sát là bao nhiêu giờ. Tại vì các bạn biết những người mà họ đeo đồng hồ, tất nhiên là họ muốn biết thời gian ở mọi lúc mọi nơi, cho nên họ sẽ đeo đồng hồ để lúc nào họ cũng kiểm tra được cái đồng hồ và cái giờ giấc của họ sinh hoạt như thế nào. Thì những người đó luôn luôn là những người có cái lập trình thời gian và cái công việc của họ, họ luôn luôn sắp đặt cái thời gian của mình. Cho nên nó hầu như là những người phụ nữ và họ cảm nhận được người đàn ông á, đôi khi là họ không nhận thức được là điều đó họ thích, nhưng mà họ khi mà cái người là phụ nữ mà họ nhìn thấy được cái người đàn ông mà có cái vẻ ngoài ví dụ như nó gọn gàng thôi, nó không cần quá sạch sẽ, không cần quá bóng bẩy, gọn gàng bình thường thôi, thì đeo một chiếc đồng hồ là cái chiếc đồng hồ đó nó làm cho cái người phụ nữ nó hút cái người đàn ông rất là nhiều. Với họ cảm giác như là cái người đàn ông nó có một sức hút rất là mãnh liệt đối với người phụ nữ, mà hầu như là các chị em ít khi nào nói lắm, và đôi khi là của họ cũng không có nhận, họ cũng không có nhận ra là họ bị chinh phục bởi những điều đó. Và những cái điều đó nó nhỏ đến mức là mình không có nghĩ là nó ảnh hưởng tới tới cái người phụ nữ, nhưng mà mình cực kỳ thích những người đàn ông mà đeo chiếc đồng hồ, ví dụ như một hoặc hai chiếc đồng hồ gì đó, họ có thể thay phiên nhau, họ thay hôm nay mẫu này mai mẫu kia hay gì đó. Thì mình rất là thích cái người đàn ông mà họ đeo đồng hồ, nó tỏ vẻ ra cái người đàn ông đó là có một cái lập trình khuôn khổ thời gian, và họ luôn biết là họ đang làm gì, và họ luôn muốn biết là những cái thời gian kế tiếp là họ sẽ làm những cái việc gì nữa. Đó là những người đàn ông đó là hầu như là cô gái nào họ cũng thích hết trơn, mà họ đôi khi là họ không có biết được là cái điều đó nó đến từ đâu luôn á mọi người. Đó, và điều thứ năm là thích mấy anh vuốt tóc cô gái. Đó là cái điều này là mình thấy là rất là nhiều người phụ nữ luôn, và khi mình đọc báo đồ mình cũng thấy được cái điều đó. Họ thống kê ra trong cái sở thích của cái người phụ nữ là cái người phụ nữ cực kỳ thích cái người đàn ông vuốt tóc mình, và ví dụ như sờ da mình gì nè, vì còn không là sờ má mình gì nè, da của em hôm nay mát quá, hoặc là cái mặt của em hôm nay nhìn mịn quá, là cái người phụ nữ họ họ rất thích cái điều đó, nhưng mà ít khi nào họ nói lắm. Và thường là các bạn vuốt tóc cái người phụ nữ là cái người phụ nữ, các bạn để ý đi, cái người phụ nữ đó họ sẽ ngồi yên cho các bạn vuốt, và họ sẽ theo cái xu hướng là họ sẽ
chiều theo mình để cho mình vuốt ve cái mái tóc của họ. Và mình cũng cảm giác rất là thích khi cái người đàn ông họ nâng niu cái mái tóc của mình. Vì á, các bạn biết không, cái người phụ nữ á, thường là họ rất yêu cái mái tóc của họ. Và nếu như bạn là cái người đàn ông mà các bạn nhìn thấy được cái nét đẹp của từ cái mái tóc của họ và những cái điều mà họ đang trau chuốt và những cái kiểu mà cái găng cái tóc là gốc con người á, mà nếu như các bạn đã yêu họ đến mức là bạn thích vuốt ve đến từng cái sợi tóc của họ thì họ cảm nhận như là bạn quan tâm họ đến từng chân tơ cái tóc gì đó. Mà cái điều đó là cái người phụ nữ họ ít khi nào nói lắm, mà những cái điều đó là rất là nhỏ nhưng mà nó làm nên cái hạnh phúc nó bền bỉ hơn. Và tiếp đến là khi mà cái người phụ nữ cái da mặt của họ hay gì đó, thì ví dụ như bữa đó bạn gặp họ mà họ bạn khen bạn có một cái lời khen với họ, ví dụ nữa, ừ hôm nay cái da mặt của em sao mà nhìn căng đẹp quá vậy hay gì đó, thì họ rất thích bạn sờ vào. Đúng là cái lời khen là ai cũng muốn, nhưng mà họ rất thích cái bạn sờ vào vậy nè. Họ cảm giác như là mình là một cô gái bé bỏng và mình là một 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 cái điều gì đó anh đang nâng niu và anh đang vuốt ve vậy, giống như một một chú mèo mà họ đang cưng chiều và họ đang vuốt ve con mèo vậy đó. Cổ họng hôm nay có vấn đề rồi. À, hơi khàn khàn này ha, muốn bệnh rồi đó. Rồi điều thứ năm là ngồi ngắm người yêu rồi hay cười. Theo kiểu ví dụ như bây giờ cái người yêu họ đi qua đi lại đi, cái người đàn ông họ ngồi coi tivi, họ dòm cái người yêu của họ đi qua đi lại gì, cái tự nhiên cái họ ngồi họ cười chủm chỉm. Đó là khi mà cái người phụ nữ mà họ thấy được những cái hành động và những cái thái độ của người đàn ông đó là bảo đảm họ rất là thích, họ rất là thích, nhưng mà họ sẽ không bao giờ nói cho các bạn biết đâu. Và họ cảm thấy rất là thích, nó nói sao sao cái anh này hư quá giống gì á, họ cảm giác như vậy đó. Ừ anh hư quá, tự nhiên anh làm gì anh dòm em cười, ý đồ trong đầu anh là cái gì, họ họ nói như vậy. Nhưng mà thật sự họ rất là thích là khi mà cái người đàn ông họ đang đang nhìn ngắm người phụ nữ là họ cảm nhận như là mình đang được yêu thương gì đó, là cái người phụ nữ họ rất thích cái điều đó, nhưng mà ít khi nào mà họ nói lắm, trong đó có tôi. Rồi tiếp đến là cái điều thứ sáu là thích nhìn người yêu và hay chụp lén người yêu á. Theo kiểu là thích nhìn người yêu là cái điều thứ sáu đúng không, và cái điều thứ bảy là hay chụp lén người yêu. Ví dụ như các bạn ngồi chơi với cái người yêu của mình đi, ví dụ như đi đâu chơi đó mà các bạn thấy cái hành động thái độ của cái người yêu của mình rất là dễ thương, trẻ con hay như thế nào đó, hoặc bạn cảm thấy vào bữa đó ngày hôm đó là cái người yêu của mình nó đẹp một cách lạ thường hay là một đẹp một cách thùy mỹ như thế nào đó, các bạn cầm điện thoại ra các bạn chụp lén họ đi, và vô tình họ biết được là bạn đang chụp lén họ thì họ sẽ nói à, anh làm gì anh tự nhiên sao chụp lén em này kia cái nọ. Nhưng mà thực sự trong thâm tâm của cái người con gái họ rất là thích, tại vì họ cảm nhận như là bạn luôn nhìn ngắm họ, dù là họ không quan tâm đến bạn, nhưng mà bạn luôn nhìn ngắm họ. Và họ, cái người cô gái đó họ cảm nhận được là mình được anh ấy để mắt ở mỗi lúc mỗi nơi đó, là cái kiểu đó là cái người con gái rất là thích thích thêm những cái cử chỉ đó đó, dù chỉ là một hành động nhỏ là chụp lén thôi, chụp lén chơi, hoặc là đôi khi mình chụp lén xong rồi cái 3 4 ngày sau cái mình mà cô ấy lục điện thoại mà cô ấy thấy cái tấm hình mà mình chụp lén cổ thì cổ cảm thấy vui trong bụng lắm mọi người. Là đó là cái điều là mình nghĩ là hầu như cô gái nào không bao giờ nói cho mọi người biết đâu. Tiếp đến điều thứ bảy là thích người yêu chọn đồ cho mình, là theo kiểu là ví dụ như ngày hôm đó đi chơi đi hoặc là đi mua sắm đi, là họ rất thích người đàn ông chọn đồ cho mình, tuy là biết là cái người đàn ông nó chọn đồ xấu quá à, xấu không không có đẹp, nhưng mà vẫn thích cái người yêu mình đi theo để chọn đồ, hoặc là ở trong nhà chuẩn bị đi chơi bắt đầu chọn đồ theo kiểu là cái người phụ nữ họ chọn, họ hay chạy ra họ nói anh ơi em mặc bộ này đẹp không hay gì gì đó, là thực sự là trong thâm tâm họ họ muốn bạn chọn đồ cho họ, nhưng dù biết là bạn không có gu thẩm mỹ, bạn chọn đồ nó không có hợp với thời trang thì họ vẫn thích bạn chọn đồ cho họ, dù là bạn chọn bộ đồ nó không có hợp với cái phong cách đó, nhưng mà họ vẫn thích thích xong rồi bắt đầu họ sẽ chọn lại bộ khác. Đó là cái sở thích của cái người phụ nữ mà họ thường ít khi hay nào họ thừa nhận lắm. À, theo kiểu các bạn cứ chọn đồ cho họ, nhưng mà nếu như cảm thấy là ừ nếu như anh mà có gu thẩm mỹ tốt thì ok, thì họ sẽ lấy những bộ đồ bạn chọn để và họ đi họ mặc cùng đi chơi với bạn. Nhưng mà còn nếu như mà bạn chọn một cái bộ đồ nó không được đẹp mà nó quá tệ đi chăng nữa thì họ sẽ
sẽ nói ừ thôi bộ này không có hợp đâu anh, nhưng mà trong bụng họ cảm thấy vui rồi, họ đã cảm thấy vui rồi, ừ là ảnh cũng đã quan tâm đến mình, ảnh cũng đã là muốn mình đẹp nhất, và ảnh muốn là mình trong một cái bộ trang phục đẹp nhất, và ảnh yêu thương mình và ảnh trân trọng mình đến cái kiểu là luôn luôn muốn mình đẹp nhất trong trong một mắt mọi người. Đó là cái kiểu mà cái người phụ nữ họ nghĩ trong cái đầu họ vậy, và họ cực kỳ thích thích những điều đó luôn các bạn. Và điều thứ chín là thích được cho món gì đó dù rất nhỏ. Ví dụ như các bạn đi đâu đó chơi, các bạn đi đâu đó chơi mà ngày hôm đó, hoặc là các bạn đó đi công tác một bữa đi, nhưng mà các bạn không có về kịp nhà chơi, và các bạn mua một cái ly đá chanh, hay là một ly rau má, hay là một ly nước ép, hoặc đôi khi là một bịch bánh tráng trộn, thì cái người con gái đó họ giận mình đó. Ví dụ như họ giận là bữa đó tại sao anh bỏ em như vậy, tại sao anh đã trễ hẹn với em, tại tại sao tại sao, và rất nhiều cái tại sao. Nhưng mà khi mà các bạn đến, mà các bạn tay không đến, là họ họ giận càng thêm giận. Và chỉ cần các bạn đến rồi bạn nói ừ hồi nãy anh đi, hôm nay anh bận việc quá anh không qua em được, nhưng mà đi ngang đường anh tiện đường anh ghé ngang anh biết em thích cái món này, hoặc là ừ anh ghé ngang anh mua cho em ly nước nè, thôi uống miếng đi hay gì đó. Đó là một cái giống như là mọi người nghĩ cái điều đó là mua chuộc đúng không, nhưng mà thật sự nó không phải là mua chuộc, nhưng mà cái điều đó là họ cảm nhận là ở bạn bạn có suy nghĩ đến họ, và bạn luôn luôn là giống như là cái tình cảm luôn luôn là hướng về họ, cho nên các bạn mới nghĩ là ừ thay vì mình đi đến đã mình đi đến trễ thôi mình tranh thủ đến đúng không. Nhưng mà cái này ảnh cũng đã mua một cái gì đó đem lại cho mình ăn, trong khi để cho mình nguôi giận. Thì cái người phụ nữ họ cực kỳ thích, nhưng mà họ nhiều khi đi lại hay giận lẫy, thôi không ăn đâu, no rồi, giận no rồi ăn uống gì nữa, bỏ người ta vậy đó, còn không thì cho người ta leo cây vậy đó, mà ăn uống gì nữa, bây giờ nó thiệt là no tới băng họng rồi, bây giờ hả cho vàng cũng ăn nổi nữa đó, theo cái kiểu là cái thái độ như vậy. Nhưng mà thật sự trong bụng là lúc đó là ví dụ như giận các bạn 10 phần đi là nó sẽ nguôi xuống còn 7 phần hoặc là 6 phần thôi, nhưng mà giả bộ như vậy thôi, theo kiểu là đang giận mà trút hết cái cơn giận nó ra rồi xong là sẽ hết giận luôn. Nhưng mà trước khi đó là bảo đảm là sẽ làm theo kiểu là mặt giận mặt hờn mặt nũng mặt nịu, rồi xong rồi á sẽ ngồi ăn cái miếng bánh của bạn đem lại, hoặc là uống một cái ly nước của bạn đem lại, là họ rất là thích, nhưng mà ít khi nào họ công nhận lắm, họ ít khi nào mà họ, họ họ chịu nhận là ừ em thích anh mua đồ ăn về cho em, hay em thích anh là lúc nào đi đâu đó có cái gì đó thì mua sắm về cho em. Thường là người phụ nữ họ sẽ nói là thôi em yêu anh thôi chứ em không có quan trọng những chuyện khác, ví dụ như anh đi đâu đó em không cần anh mua quà về cho em đâu. Nhưng mà thật sự trong thâm tâm họ họ nhận được cái món quà của bạn dù đó rất là nhỏ. Ví dụ như các bạn đi du lịch, các bạn mua một cái móc khóa nhỏ thôi đem về tặng cho cái người yêu của bạn, mà họ cảm nhận được điều đó mà họ rất thích, dù là họ nhận được cái móc khóa nó nhỏ, nó không có giá trị gì hết, nhưng mà họ cảm nhận là cái tình yêu của bạn luôn dành cho họ, họ rất là thích những cái điều đó, dù là không bao giờ chịu em không cần đâu, em anh đi về đi rồi có cũng được không có cũng được. Đó là cái điều đó là họ đâu có chịu thừa nhận đâu. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ nói cho tất cả mọi người biết ha. Rồi tiếp đến là thích các anh chú ý khen ngợi. Cái điều này quan trọng này nha, thích các anh chú ý và khen ngợi nội y của họ. Đó mình bảo đảm là những cô gái đó sẽ không bao giờ nói, nhưng mà theo mình quan sát thì nếu như mà cái này em mình mở ngoặc nha, mở ngoặc là chỉ dành cho những cặp yêu nhau thật sự và lâu dài thôi, chứ không phải là mới gặp ngày bữa bay vô em áo áo của em đẹp quá nó tán cho xéo mỏ nha mọi người. Mở ngoặc chỉ dành cho những cái cặp mà yêu nhau lâu dài thôi nha. Còn mình khi mà mình mới gặp người ta, mình mới quen người ta thì làm ơn đừng có vô duyên kiểu đó, đừng có lại mà ơ bữa nay mặc cái áo ngực màu đen hay em mặc quần xì màu màu tím màu đỏ gì thì đó là cái đó nó tán cho xéo mỏ thiệt á. Cái đừng nói là ê hồi đó con Kim Minh nó nói tao vậy đó cho nên tao làm vậy thôi, anh đâu biết đâu, đừng có đổ thừa qua tôi nha mấy cha nội. Là cái này em nói là chỉ dành cho những cặp yêu nhau lâu dài và họ đã có cái bước tiến xa hơn và sắp đến thành vợ chồng, có thể là họ sống chung hoặc là họ đã từng quan hệ với nhau rồi, thì khi lúc đó là họ rất thích bạn.
để ý đến những cái bộ trang phục nội y của họ và rất thích bằng khen. Dù là đôi khi là họ mua một cái bộ nội y đó, nhưng mà trong thâm tâm họ là họ xài cho bản thân họ, đúng không? Nhưng mà họ cũng muốn bạn nhìn ngắm nó và cũng muốn là bạn có một cái lời khen với họ là ý hôm nay em có bộ nội y đẹp ha, hôm nay mua bộ này đẹp đó nha, anh thích bộ này đó nha. Ví dụ như vậy là họ cảm thấy cực kỳ thích và họ cảm thấy sướng trong bụng lắm kìa. Bữa nay mình mua bộ đồ này anh ấy rất là thích, anh ấy rất là giống như là để ý đến những cái điều nhỏ của mình. Đó là họ rất là thích khi mà được khen, khi mà họ mua những cái bộ nội y mà theo kiểu các bạn vừa ý, là cái người phụ nữ họ rất là thích. Theo kiểu họ nghĩ là các bạn chỉ quan trọng bề ngoài thôi, cái đầm ở ngoài đẹp hay không, hoặc là mình trưng diện ở ngoài nó đẹp hay không thôi, nhưng mà khi mà các bạn đã chú ý đến những chuyện đó và các bạn cho một lời khen là bảo đảm cái người được con gái đó nó sướng rần từ trong người sướng ra luôn á. Đó là cái đó là theo kiểu là mình chỉ cho các bạn biết là cái đó là tâm lý của cái người phụ nữ họ như vậy đó, nhưng mà bảo đảm sẽ không bao giờ chịu nói đâu. À, xong rồi điều tiếp theo nữa là thích các bạn hôn lén. Ví dụ như các bạn họ đang làm một cái gì đó đấy, cái tự nhiên cái xong các bạn lại gần gần, gần cái bạn hôn nhẹ lên cái má họ, hoặc là ngồi từ sau có đầu hôn tới hôn lên mái tóc của họ. Họ cực kỳ thích cái những người đàn ông mà hôn lén mình, theo kiểu là không phải những người đàn ông nha, nói lộn rồi, nói lộn nói lại nè, là những người yêu của họ hôn lén họ chứ không phải là những người đàn ông nha. Mấy cha nội mà theo kiểu nghe nói những người đàn ông cái giọng thứ thấy đàn bà bay bay sắp sắp vô hung nó tán cho rớt hai hột luôn á nha. Đó là theo kiểu là hung lén và hung lên tóc, là khi mà hai cặp yêu nhau là họ sẽ rất thích những điều đó, rất thích những cái điều mà theo kiểu là mình ôm cái người phụ nữ và hung, đôi khi là ngồi nhẹ cái hung lên cái mái tóc của họ. Đôi khi họ mới đụng tới thịt da của người ta, nhưng mà chỉ cần hung lên mái tóc thôi họ cảm thấy là họ bé nhỏ lại. Mình hỏi thật sự, khi mà cái cảm giác khi mà mình quen người yêu á, mà cái người yêu của mình tự nhiên lại ôm mình và hôn lên cái mái tóc mình cảm giác như mình nhỏ lại, giống như mình đang là một cái con khổng lồ đi, tự nhiên cái bị được hôn lên mái tóc một cái rồi cái tự nhiên mình cảm thấy mình ấy, nó mềm nhũn ra và nó nhỏ bé đến giường nào luôn á, là cái cảm nhận của người phụ nữ và mình cảm thấy cái điều đó rất là đã sướng. Thật sự là như vậy. Và cái điều đó mình bảo đảm là các chị sẽ không bao giờ nói cho các anh biết đâu nhé. Tiếp đến là thích được ôm từ phía đằng sau. Người phụ nữ cực kỳ thích cái điều này, nhưng mà ít khi nào nói lắm, chỉ để cho các bạn tự nhận ra thôi, là cái người phụ nữ họ thích là khi mà họ đang đứng họ nhìn ngắm bầu trời, hay là đi đến một cái nơi đó nhìn ngắm một cái phong cảnh gì đó, hoặc là đang đứng nấu bếp và các bạn đi từ đằng sau, bạn ôm tới, bạn ôm eo ếch cái người yêu của mình, thì cái người yêu cảm thấy rất là thích và cảm thấy mình đang được yêu thương, và họ cảm nhận như là cái vòng tay đó rất là ấm áp. Và người phụ nữ họ thích cái người đàn ông ôm từ phía sau tới, mà cái cảm nhận của người đàn phụ nữ khi họ nhận được cái ôm đó nhẹ nhàng và trìu mến như vậy là họ cực kỳ kêu bằng ấm lòng á các bạn, ấm lòng, họ cảm thấy ấm lòng, họ cảm thấy là cái tình yêu này nó quá ngọt ngào. Đó đó là cái bí quyết mách bảo cho mấy anh ha. Và tiếp đến là cái điều cuối cùng mà mình nghĩ là các anh sẽ không bao giờ ngờ đến, đó là các chị rất thích các anh ghen. Vì lý do tại sao mình nói câu này là vì á các chị cảm nhận khi mà các anh ghen là các anh đang đang muốn muốn sở hữu mình và đang sợ mất mình, cho nên khi mà các anh ghen á, mình không có nói là theo cái kiểu mà ghen xàm, ghen đế, ghen bóng, ghen gió, hoặc là ghen khùng, ghen điên, là cái điều đó không phải, là theo kiểu là có anh nào đó nhìn cái người yêu của mình, hoặc là có anh nào đó bữa đó thời gian gần gần đây là hay có kiểu là rủ bạn gái mình đi chơi, nhưng mà thật kiểu là chỉ là bạn bè bình thường thôi, hoặc là trong công ty có những mối quan hệ bạn bè mà nó nằm ở mức tình bạn, nhưng mà ảnh cảm nhận hoặc là đôi khi là ảnh để ý tới cái người đàn ông đó, tại vì khác phái mà, để ý tới người đàn ông đó mà là họ ghen
họ ghen, họ theo kiểu họ nó bóng nó gió, không phải là họ ghen lòng ghen lộn, nhưng mà họ sẽ nói bóng nó gió là dạo này á hả, người ta có người để ý rồi, bởi vì người ta theo kiểu người ta trưng diện lên, người ta đi chơi, bây giờ đâu có thèm quan tâm gì tới tôi đâu đó, đại loại là những cái câu nói như vậy là cái người phụ nữ họ rất là thích. Và họ đôi khi những anh không ghen mà các chị sẽ ghẹo cho mấy anh ghen nữa, đó là cái sở thích của mấy chị mà thường mấy chị ít khi nào nói lắm. Tôi cũng vậy, tôi rất thích cái người yêu của tôi ghen theo kiểu như đó. Ví dụ như tôi đi chơi, cái người đó chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng mà khi mà tôi thấy cái người yêu của mình có cái những cái thái độ hay cử chỉ gì đó, hoặc là ông xã mình rồi nè có cử chỉ thái độ gì đó, mình thì không có bậy bạ, mình không có cái gì với người ta, nhưng mà mình vẫn muốn là mình để ý thử xem thằng chồng mình có ghen hay không, mình để ý thử xem, dù biết là mình với thằng đó không có cái gì hết, nhưng mà mình vẫn thích, vẫn muốn là người chồng hay người yêu của mình nó ghen. Đó là cái sở thích, là những cái điều đó người phụ nữ thích. Giống như là người ta nói là ghen là một cái gia vị cho tình yêu nó thêm mặn mà, thêm hương vị, nhưng mà ghen theo kiểu là ghen chút xíu thôi, đừng có làm lố mấy chị sợ quá mấy chị chạy luôn đó. Rồi ok, và tất cả những cái điều đó mình đã đem lên đây và coi như là chia sẻ với tất cả anh chị em, cũng như là những anh chàng nào đó đang có quan tâm về cái người yêu của mình thì có thể hiểu hơn về người yêu của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nhớ đăng ký subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Hãy thả like cho mình vào cái video này, và đừng quên bấm nhấn chuông để nhận được nhiều thông báo khi mà mình up video. Ok, bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé.